Tâm tính con người luôn biến hóa. Hôm nay là người xấu, ngày mai có thể biến thành người tốt. Hôm nay người tốt, ngày mai có khi chuyển thành người xấu. Ở đời, người làm việc thiện chưa chắc toàn tâm toàn ý. Ta đàn dìn, tu luyện huyết kiếm 10 năm đại thành, lấy tinh huyết bản thân tế trời, chưa làm chuyện thẹn với lòng, sao có thể gọi là tà phái. Đại đạo vô biên, trăm ngàn pháp môn, chung quy cũng quy về một mối. Lấy con mắt phàm dành các ngươi, làm sao có thể hiểu. My steadfast will. Now that my blade is faster, I should be able to make cleaner cuts. Eradicate.